Anh em thân mến, hôm nay mình sẽ có một cái sản phẩm để mình review cho anh em là khi mình mua ở bên trên Lazada. Đây là cái gì? Chúng ta sẽ mở ra xem nhé. Về hình dáng bên ngoài thì nó màu đen và có những cái vân, cái chấm đen nổi. Bên trong của nó thì còn có một cái lọc trà. Tại sao mà mình mua cái sản phẩm này? Bởi vì là mình đã tìm hiểu rất kỹ ở trên mạng cái loại ấm Tesbin này. Tesbin là một loại ấm mà người Nhật Bản người ta hay dùng khi muốn trà hoặc là nước. Thế sản phẩm này nó chỉ nặng khoảng độ tầm độ 1 cân, hơn 1 cân gì đó. Nó có một quả cầm rất là đẹp và nó được bọc một cái lớp dây đay tránh bị nóng. Bên trong thì nó có một lớp trắng dạng trắng men hình như là lớp, nó gọi là lớp, đây nó gọi là một lớp là gì nhỉ, sơn mài truyền thống. Tại sao mình rất thích cái ấm như này? Bởi vì là nó có cái tác dụng rất là tốt cho sức khỏe. Nhất là nó bổ sung cái lượng sắt trong, một lượng chất sắt này. Khi mà chúng ta sử dụng cái ấm này thì chúng ta phải nấu nước làm 2-3 lần để cho nó sạch hết các cái lớp, và lớp trắng của cái lớp sơn mài bên trong, sau đó chúng ta mới được sử dụng. Thì cách tráng thì chúng ta có thể sử dụng nước sôi đun lên khoảng 2-3 lần cho hết, hoặc là đun cái nước gạo, sau đó chúng ta đun nước chè. Cái này cũng có thể là vừa đun nước vừa đun chè được. Trà Tesbin Nhật Bản này, ấm nó gọi là Tesbin tại Nhật Bản, nó được sản xuất trong hàng trăm năm, đó là truyền thống của người Nhật Bản, được chế tác này hoàn toàn bằng tay và phát triển như là một dụng cụ để sử dụng trong trà đạo Nhật Bản. Những ấm sắt này được thực hiện bằng cách đổ sắt nóng chảy vào khuôn đất sét, các khuôn đất sét được sử dụng trong việc sản xuất các cái sản phẩm cao cấp thủ công Tesbin, trong khi những người sử dụng hoặc sản xuất nó đã làm được phổ biến để xuất khẩu.
các cái chức năng của Tetsubin là khi pha trà bằng nước sôi trong Tetsubin thì hương vị của trà trở lên rất nhẹ nhàng và ngọt ngào. Ngoài ra, nhờ vào cái hàm lượng sắt trong cái ấm đun nước, nó sẽ cho chúng ta những cái sức khỏe về những lợi ích về sức khỏe. Cách thức sử dụng và lợi ích của nó. Khi mà chúng ta pha trà thì chúng ta cũng chú ý cái nhiệt độ. Không được để cái nhiệt độ nó bị thay đổi thì cái ấm nó sẽ bị nứt. Nếu mà ví dụ chúng ta để nước nóng xong bắt đầu chúng ta để vào lạnh cái thì nó sẽ làm cho nứt ấm đó. Hoặc là cái ấm nó sẽ bị như kiểu lão hóa và nó sẽ không bền. Cho nên là chúng ta không được làm đột ngột nhiệt độ. Các cái phân tử nước H2O bao gồm hai yếu tố hydro và oxy, những yếu tố mang cả cái điện tích điện. Sự ra đời của ấm Tetsubin đầu tiên ở Nhật Bản không thật sự rõ ràng, nhưng nhiều bằng chứng cho thấy nó có một mối quan hệ chặt chẽ với sự phát triển của Sencha, một hình thức uống trà sử dụng lá trà thay vì bột trà bột. Sencha du nhập vào Nhật Bản từ Trung Quốc vào khoảng giữa thế kỷ thứ 17. Giai đoạn này văn hóa của Nhật Bản cũng bị ảnh hưởng rất lớn bởi Trung Quốc với tư tưởng Nho giáo. Việc uống trà xanh Sencha không được coi là nghi lễ chính thức, mà việc uống trà xanh được coi như là một dược liệu. Hầu hết các trí thức nhận ra việc uống trà xanh như là một sự nổi dậy chống lại các chính thức trà đạo Nhật Bản. Trà đôi nước biểu tượng của giai cấp thống trị trong thế kỷ thứ 18, khi mà ngày càng nhiều người được cùng nhà khi càng trong thế kỷ thứ 18, khi mà ngày càng nhiều người bình dân trên khắp Nhật Bản uống trà xanh Sencha, dần trở thành một hình thức thân mật để chia sẻ chén trà với bạn bè và gia đình. Tuy nhiên, đối với hầu hết người dân Nhật Bản, đồ trà cũ của Trung Quốc khi đó vẫn hiếm và đắt tiền. Vì vậy, thị trường Nhật Bản muốn phát triển một phong cách riêng để thay thế loại đắt tiền của Trung Quốc, nhu cầu đó đã được thỏa mãn với việc tạo ra các ấm Tetsubin. Nhiều khả năng các Tetsubin không được tạo với từ trí tưởng tượng mà nó được lấy theo các nguyên mẫu của các cái ấm đun nước đã có trước đây ở Nhật Bản. Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, các ấm đồng Nhật Bản rất cao, có lẽ có hình dáng tương đối gần với Tetsubin. Sự khác biệt chủ yếu của nó là nó được làm bằng đồng, nhưng tại sao lại có sự phát triển của Tetsubin trong khi người ta hoàn toàn có thể sử dụng các ấm đồng rất cao? Một cách giải thích hợp lý nhất mà nó được công nhận bởi nhiều người đam mê trà và nước đun sôi trong các ấm bằng can sắt có mùi vị tốt hơn so với nước đun sôi trong bất kỳ các cái chất liệu nào khác. Một đặc điểm thú vị về Tetsubin là phía có trang trí thường là mặt ở bên phải so với vòi. Điều này là do các ấm Tetsubin được cầm ở tay phải, trong khi các nghi lễ trà đạo Nhật Bản Chanoyu, các ấm khác được sử dụng ở bàn tay trái. Các Rakkan cũng được sử dụng trong bàn tay phải. Đó là một dấu hiệu nữa cho thấy Rakkan có lẽ tương đối gần gũi nhất với Tetsubin. Trong thế kỷ thứ 18, các Tetsubin đã trở thành một đồ dùng gia đình thông thường được sử dụng để đun nóng nước, chuẩn bị trà và thậm chí tạo sự ấm áp. Tuy nhiên, nó đã trải qua thay đổi thiết kế trang trí
cũng như nghệ thuật Nhật Bản nói chung vào đầu thế kỷ thứ 19. Thiết kế Tetsubin rất đơn giản. Các Tetsubin thiết kế phức tạp thì có giá rất đắt. Thiết kế hoặc phong cách của một Tetsubin phản ánh các tầng lớp hoặc mong muốn của chủ nhân của nó, và do đó đã trở thành một biểu tượng. Theo nghệ thuật làm ấm, Tetsubin có thể được phân loại như là một ấm đun nước trong nhà bếp, ấm đun nước nông thôn, ấm đun nước tiêu chuẩn, hoặc một ấm đun nước trang trí. Mặc dù việc sử dụng chúng là bình dân, nhưng những ấm Tetsubin vẫn được coi là tác phẩm nghệ thuật. Giống như ấm Tử Sa, Yí Xin Trung Quốc, ấm gang Tetsubin trở nên dày dặn hơn, đẹp hơn và thơm hương vị của trà khi sử dụng nhiều lần. Chăm sóc Tetsubin đơn giản nhưng cũng rất thú vị, tương tự như ấm Tử Sa, Yí Xin. Không nên sử dụng xà phòng để rửa ấm. Khi rửa ấm Tetsubin bằng nước, nó cần được lau khô bằng vải sạch. Phương pháp này sẽ cho phép làm sạch ấm, nhưng các lớp cao trà vẫn còn nguyên vẹn và để bảo vệ ấm trà khỏi bị oxy hóa. Về cơ bản, ấm Tetsubin thì có 3 dạng. Thứ nhất là ấm Tetsubin chuyên dùng để đun nước, ấm Tetsubin chuyên dùng để pha trà, và ấm Tetsubin có thể dùng để pha trà hoặc là đun nước dùng chung. Sự khác biệt của ba loại này chủ yếu nằm ở lớp men tráng lòng ấm. Ấm Tetsubin dùng để pha trà có tráng thêm một lớp men đặc biệt trong cho phép pha trà trực tiếp vào trong ấm, hoặc là ấm này thường là ấm nhỏ có dung tích dưới 500ml. Ấm Tetsubin dùng được cả để pha trà và đun nước cũng được tráng một lớp men đặc biệt, nhưng là loại men bền với nhiệt hơn ấm Tetsubin chuyên để pha trà. Ấm Tetsubin chuyên để đun nước thường là ấm to, dung tích từ 600ml trở lên. Tất nhiên cũng có thể dùng ấm Tetsubin chuyên để đun nước để pha trà, nhưng việc này về lâu dài thì nó không có lợi. Cách sử dụng ấm Tetsubin. Với ấm Tetsubin chuyên dùng để pha trà thì các bạn nên tránh dùng các loại bếp có nhiệt cao thay đổi bất thường như lò củi hay bếp điện, do có lớp tráng men đặc biệt bên trong. Khi chịu nhiệt cao hay thay đổi nhiệt độ bất thường, lớp men tráng có thể bị rạn nứt do sự chênh lệch về khả năng chịu nhiệt giữa lớp men đó và thành ấm vốn là sắt pha đất sét. Đặc biệt chú ý là nếu dùng ấm Tetsubin chuyên để pha trà cho do Đài Loan, Trung Quốc, Việt Nam sản xuất thì sự rạn nứt men này có thể giải phóng nhiều chất độc như chất keo hoặc chất tạo lên men, gây hại cho sức khỏe người uống. Với ấm Tetsubin dùng để đun nước được thì chuyện đơn giản hơn, nhưng các bạn cũng nên chú ý không nên làm thay đổi nhiệt độ của ấm quá nhanh. Chẳng hạn, nặn nhúng ấm vào nước lạnh, việc dễ gây ra nứt ấm. Cách bảo quản ấm Tetsubin. Sau khi đun nước hoặc pha trà, bạn nên chịu khó đổ hết nước thừa trong ấm ra, chứ không nên để nước trong ấm nhiều giờ đồng hồ. Sau đó để ấm tự khô. Nếu thấy có nước nhiều thì nên dùng khăn sạch lau qua ấm cho khô để tránh ấm bị gì quá nhanh mà ấm nhanh mòn đi. Hàng tuần hay hàng tháng lên đun trà trực tiếp trong ấm Tetsubin dùng để đun nước này, rồi sau đó đợi hơi nguội, lấy bã trà ra trực tiếp cọ rửa trong và ngoài ấm để giảm bớt độ hoen rỉ, giữ cho ấm được bền lâu dài. Tác dụng đối với ẩm thực và sức khỏe. Nước trong ấm Tetsubin bao giờ cũng xịn, ngọt, mềm hơn. Do đó dùng không pha trà, chỉ uống nước đun sôi qua ấm Tetsubin, các bạn cũng sẽ thấy đời sướng hơn hẳn.
Có người thấy ấm Tesubin gì mà sợ không dám dùng, nghĩ là độc. Đó là sự nhầm lẫn, hiểu sai rất lớn về ấm Tesubin. Ấm Tesubin gì không có nghĩa là độc, thậm chí ngược lại, vì oxit sắt từ ấm hòa vào nước không những không gây hại cho sức khỏe mà còn giúp tăng vi lượng sắt cho cơ thể. Ngoài ra, nước đun từ ấm Tesubin còn giảm các cái bệnh như sỏi thận và nhiều các bệnh lý sinh khác do cạn trong nước máy gây ra. Không có ấm Tesubin đã sử dụng mà có thể giữ cho nó hoàn toàn không rỉ sét. Vì ấm làm bằng sắt nên gặp nước và oxy sẽ rỉ. Theo tính toán của tiến sĩ hóa học Nguyễn Đăng Toàn, người đã bảo vệ luận án tiến sĩ đạt điểm xuất sắc nhất mà nhiều năm qua trường Đại học Bách Khoa Hà Nội không có ai đạt được, đến mức trường đã nghi ngờ và cử hội đồng kiểm tra lại luận án của anh như kiểu kiểm tra doping, thì phải uống hết 1 tỷ lít nước từ ấm Tesubin người ta mới có thể nạp thêm một lạng oxit sắt vào người. Cho nên không ai nên có ý nghĩa rằng uống nước từ ấm Tesubin gì là có hại cho cơ thể. 1 tỷ lít nước nghĩa là phải uống cả tỷ lần ấm Tesubin. Việc mà đời người 30.000 người sống thọ đến 100 tuổi ngày ngày cũng không thể làm được. Về nguyên tắc, nếu không phá, ấm Tesubin có thể dùng cả đời hoặc nhiều đời. Các bạn không nên ngạc nhiên khi thấy những ấm Tesubin từ thời Minh Trị có hàng trăm năm tuổi cũng bị rỉ sét hiện tượng. Có giá rất cao và rất có giá trị, mà không chỉ là những giá trị chứng đoán nhé. Thank you.
Thank you.